Tôi là một học sinh cũ của nhà trường cấp ba C Hải Hậu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi công tác ở Viện Di truyền Nông nghiệp. Và công việc chính của tôi hiện nay là một nghiên cứu. Nhờ kế thừa và phát huy được truyền thống quý báu của nhà trường, trong quá trình công tác, tôi cũng đã cố gắng phát huy được vai trò của mình và cũng đạt được một số cái thành tích nhất định. Có thể nói rằng trường cấp ba C Hải Hậu đã cho tôi một nền tảng, một bước ngoặt đầu tiên để đạt được cái thành tích như hôm nay. Tôi cũng mong rằng các thế hệ sau của nhà trường Trực Ninh B luôn phát huy được truyền thống quý báu của nhà trường để đạt được những cái thành tích cao hơn nữa, đóng góp và cống hiến cho quê hương và cho xã hội.